chống dịch như chống giặc đã trở thành khẩu hiệu hành động trên cả nước. Gram Group đã nghiêm túc triển khai những biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt với văn phòng và nhà máy sản xuất. Ban lãnh đạo công ty cổ phần Pride Group đã chỉ đạo tất cả các phòng ban, các nhà máy sản xuất tập trung tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch trên các kênh truyền thông của Pride như treo banner áp phích tại các nơi làm việc, phát tờ rơi gửi email đến từng cán bộ nhân viên về tình hình dịch bệnh, viết bản tin nội bộ, truyền thông về cách thức phòng chống dịch cũng như hướng dẫn cách thức bảo vệ sức khỏe. Các biện pháp phòng chống đã được thắt chặt, hưởng ứng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cán bộ công nhân viên Gram cũng đang chung sức, chung lòng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng nói chung và trong cán bộ công nhân viên Gram nói riêng. Đi làm việc tại văn phòng và nhà máy sản xuất, từ khi có dịch bệnh, toàn bộ cán bộ công nhân viên Gram đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc và 100% đều đeo khẩu trang trong lúc làm việc. Tất cả cán bộ công nhân viên đều sử dụng nước rửa tay khô mỗi khi ra vào nơi làm việc. Trong giai đoạn vừa qua, để nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên trong việc phòng chống dịch bệnh, công tác tuyên truyền về các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, cách thức để bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc đã được đẩy mạnh, kết hợp với các bộ phận y tế tại các nhà máy sản xuất, giám sát chặt chẽ các đối tượng nằm trong diện phải cách ly tại nhà và theo dõi y tế. Trong cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh thì các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch được đưa lên hàng đầu, như việc hướng dẫn cán bộ công nhân viên việc rửa tay sát khuẩn, mặc khẩu trang trước khi đến nơi làm việc, tiến hành đo thân nhiệt trước khi vào làm việc ngay từ cổng bảo vệ. Tại các bộ phận sản xuất, toàn bộ cán bộ nhân viên được trang bị bảo hộ như găng tay, khẩu trang. Đối với các khu vực thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, nhà cung cấp đều được lắp vách ngăn. Các giấy tờ văn bản được đưa ra một ô nhỏ phía dưới. Trước khi vào cổng bảo vệ, tất cả các khách hàng và nhà cung cấp được rửa tay bằng nước sát khuẩn 100% tại cổng bảo vệ. Thứ hai là tất cả các nhà phân phối và khách hàng được đeo khẩu trang 100%. Nếu nhà phân phối nào không có khẩu trang thì công ty sẽ cấp phát khẩu trang cho họ. Chung tay phòng chống dịch, các phòng ban đoàn thể cũng đã tăng cường tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên, thực hiện cấp phát miễn phí nước rửa tay khô tới từng cán bộ công nhân viên, cũng như cung cấp miễn phí toàn bộ nước rửa tay khô cho các phòng ban, bộ phận sản xuất, góp phần đáng kể vào việc nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường hợp nằm trong diện để cách ly như là ở xã Sơn Lôi mà theo dõi tại nhà và theo dõi y tế thì Pride Group cũng đưa ra rất nhiều quy chính sách giữ nguyên lương cho người lao động nhằm đảm bảo cái mức thu nhập của cán bộ nhân viên cũng như là tạo cái sự bền vững về mặt nhân sự, yên tâm khi làm việc tại công ty. Trước tình hình khan hiếm khẩu trang, nước sát khuẩn, để đảm bảo mọi người khi ra đường và đến các nơi công cộng đều mang khẩu trang, tập đoàn Gram cũng đã tiến hành cấp phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí cho các cơ quan đoàn thể, các địa điểm tập trung cách ly, ủng hộ phòng chống dịch bệnh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch. Hơn bao giờ hết, lúc này ý thức công dân, ý thức xã hội của mỗi cán bộ công nhân viên Gram Group phải được đặt lên hàng đầu. Xin chào các bạn, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 không của riêng ai. Nhân viên Gram Group cùng nhau nâng cao ý thức công dân, nâng cao ý thức xã hội, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, cùng nhau lan tỏa năng lượng, chúng ta hành động, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần tạo dựng niềm tin trong cộng đồng để vượt qua đại dịch COVID-19. Vì chúng tôi chăm sóc. Because we care.